bố em làm cục phó tổng cục hải quan, à, bố mày thôi em làm cục phó tổng cục hải quan, nhưng mà vấn đề là tổng cục hải quan ngoài Hà Nội quen thế nào được em chưa biết được. Em không biết là chắc là tối nay không ấy diễn rồi, nhưng mà anh vẫn phải chờ lại cho em 3 tiếng nữa, em trả lời nhá. Hả? 8 giờ diễn à? Em không biết nữa, nó bảo là xứng lại. Thế mấy giờ diễn thế kia? Em mặc tay rồi. Thôi chết rồi, thôi hủy show đi cũng được anh ạ. Hủy show đi cũng được. Bằng ai ký hợp đồng đấy? Vâng. Bên này tránh xô xe ra. Không. Em đùa em ra nơi rồi chỉ mới về được. Thằng su đần. Đùa đấy anh ơi. Vâng, ok đại ca. Đây đại ca, em mua quà đại ca rồi nhá. Sao? Biết ngay.